Ngày mai, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ chính thức có trận đấu đầu tiên tại đấu trường World Cup, giải đấu bóng đá nữ danh giá nhất thế giới. Sự kiện này không chỉ mang đến niềm tự hào cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam mà còn hứa hẹn mang đến nhiều lợi ích vô cùng quan trọng. Việc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam góp mặt tại World Cup không chỉ là một thành tựu vượt bậc của đội tuyển mà còn mở ra những cơ hội và lợi ích nhiều mặt cho Việt Nam. Trước dấu ấn lịch sử này, bóng đá nữ ở Việt Nam chưa bao giờ nhận được sự quan tâm và đầu tư đủ mạnh mẽ. Tham gia World Cup là một cột mốc quan trọng trong việc khẳng định vai trò và quyền lợi của phụ nữ trong thể thao, từ đó thúc đẩy phong trào bóng đá nữ phát triển mạnh mẽ hơn trong nước. Mặc dù trình độ cạnh tranh tại World Cup rất cao, nhưng sự tham gia của các cô gái vàng không chỉ dừng lại ở khía cạnh thể thao mà còn ảnh hưởng tích cực tới nền văn hóa, tinh thần đoàn kết và yêu nước của người dân. Sự xuất hiện của đội tuyển nữ trên sân World Cup đã tiếp thêm sức mạnh cho tinh thần yêu nước, đoàn kết và niềm tự hào trong lòng người dân Việt Nam. Điều này đồng thời tạo đà đẩy lùi những rào cản về giới tính, khẳng định quyền bình đẳng cho phụ nữ và mở ra nhiều cơ hội mới cho họ thể hiện và phát triển. Không chỉ góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết và niềm tự hào, việc tham gia World Cup còn tạo cơ hội kinh tế cho Việt Nam. Như một sự kiện thể thao quốc tế lớn, World Cup thu hút hàng triệu lượt khán giả trên toàn cầu, tạo ra cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước và người dân Việt Nam. Điều này có thể góp phần thu hút lưu lượng du khách đáng kể và tăng cường đầu tư từ các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch và thể thao tại Việt Nam.